Hello guys, welcome back to my channel. Today we will continue new lesson in chapter 7, unit 3, Dara's Decides to Travel. So stay for more talk here. Và có một channel bỏ nhóm. Hồi ngày lý dưới nâng và tổ tựa lượng mê đến thamấy. Nâng cho bốc tiếp bằng phí tổ đài. Tức nâng mê đến bày, nhìn phí Dara Decides to Travel. Nhìn phí Dara nâng sẽ phải chất thang phần thuốc nào tới. Khai giờ bạc kỳ, chẳng mình muốn dùng dịch viên bạc kỳ. Ồ, cho lòng được bạc kỳ, muốn đôi kỳ. Chẳng ngày nóng cho chúng ta quát thì một chiếc chăm sạc. Đang mời chúng ta bao nhiêu chỗ tôi mới đứng ngọt này à. Chẳng đồng bố, the first thing we have to learn about the vocabulary. Đồng bố những anh biết hát. Adjust. You change something slightly, especially to make it more correct. Effective or suitable. Pratakai-thambula. Case. An instance of a particular situation, an example of something occurring. Pratakai-thambula. Dust. Dry dirt in the form of powder that covers surfaces inside a building or very small dry pieces of soil, sand or other substances. Thule. Provincial. A person who comes from somewhere in a country outside its capital city. Pratakai. Collect. To get or keep things. Pratakai from mold. Rồi dưới mơ session A là học này ạ. Session A dưới nâng cái gì phí. Talk about the picture and map. Read the dialogue, ask and answer the questions. So now please look at dương lại nít chơi ban đầu phía bên chơi ban đã mình riêng dương an tâm rồi dương không tập hơi dương an tâm mười lăm quý tâm mười lại khi bao dương tới nè tao lấy dương an toàn nè chỉ vì Susan Dara Dara Susan hello Dara what's that Dara this is my case and this is my air ticket. Susan, so you finally decided to come with me to Mandalgiri. What a surprise. Dara, I know. I rang my manager this morning and he let me adjust my program. Susan, that's perfect. Dara, well, at first he was concerned, but then I explained everything to him. Finally, he understood that it was a good idea and he said I could go. Susan, well, it is a good idea. If you don't travel around Dara, you become provincial and boring. There will be lots of new things for you to see in Mandalgiri, and if the dust collects on your desk for a few days, it won't hurt anyone. Ok, cho từ lực cao anh hát dưỡng một mươi thần ngôi tỏ này ạ. Chứ thần ngôi dưỡng như thế sao vậy nè. How does Susan know that Dara has decided to travel with her to Mandalgiri? Number 2, why did Dara ring his manager? Number 3, why did Dara have to adjust his program? Number 4, what was Dara's manager concerned about do you think? Number 5. Susan thinks that people who don't travel around will become provincial and boring. Do you agree? Explain why. Number 6. The last question. If Dara goes to Mandalgiri, what will collect on his desk? Why does Susan say it won't hurt anyone? Chẳng thùng nuôi tên một mùi đi đây dương thật anh hãy xoay thùng nuôi từ lửa anh quan định dự hàng lửa mò dưỡng ạ. Ok, so now please let me move to another slide. Section B. Look at the table 1 and table 2. Join them to make 5 true statements about Dara. Then write 5 more statements seeing the opposite example. And the first thing. You see number 1 and then table number 1 if just khnom nang there are four columns na mean 4 column
the first column if, column number 2 Dara and he, column number 3 Ken explains, goes away, has got, travels, column number 4 around the country, adjusts his program, everything for a few days, earn air ticket. You see comma, comma all, right? And then look at the table number 2. Column number 1 in table number 2. He his manager, Sam Das, will, won't, be able to, become, collect, let him, go to middle degree, on his desk, provisor and boring. Chẳng hạn này, dân thử cho bà dục phi ní mà nói trước đó này, cho bà dục phi mà nói tiệt. Dân việc bà dục, anh ngay sao bà dục? First conditional. Chẳng first conditional, dân dân mình tụng lòng cái ao dạo ở dân phòng biển này. Dân mươi tạm phô tâm trong cái ao dạo, dân mươi thì xong phô cái ao dạo. If Dara can't adjust his program, he won't be able to go to middle grade. Thế nhé. Biết bao nhiêu dù. If Dara nó cái trong một chú ý adjust. Tôi bảo mối. À là đi mình can này, sorry. Cứ can nó hỏi đi hết. Can hỏi bao nhiêu mà hợp với adjust. Adjust cái này. His program này. Tại máu bạn, he won't. Đấy, be able to middle grade. Chứng tụng đúng cái áo ấy, if mọi subject, mọi verb present simple, comma hỏi subject, mọi will, hỏi mọi verb want, hỏi object. Anh nó thật là nóng, tụi mình nói first conditional, như câu in how vậy. Ok, lấy dương mơ section C. Odd one out, underline the word which is not in the group. The first one is done for you. Say what the difference is. For example. Dương mơ biết thế này, tổng hợp buôn buôn biệt, tập biệt là khâu kế, chi chụp lâu vậy. Thế là group, individual, association, crowd, chẳng biết đi mua cái ao gì đang khó lấy. Chi chụp lâu cứ individual. Number 2, smoke, noise, sound, his club. Number 3, minute, week, mile, hour. Number 4, consider, decide, understand, reply. Number 5, boring, harmful, excellent, tragic. Number 6, adjust, explain, reply, demand. Chẳng chấp in number 2 until number 6, you have to do it by yourself and then find the word that is not in group. Chẳng xoay lúc bình đại mà mình thật được không cây ở thật được không cổng bởi vì mình mang không cổng bằng thầm chi biết khó hỏi và khó nó cứ chứ chụp lại trời is the right answer. Thôi thầm bình dụng người ta khá đấy bằng như nhưng thử đúng biết rằng được ý tâm khó cái ao chân miệng. Khi dùng individual, hãy lấy dùng individual. Individual is one person, not many people, as in group, crowd and association. Dùng thua tạm đối kinh trần. Chẳng mê đi dưỡng, chọc thập đẳng. Chẳng dùng xông tạm đa nư ở video khởi khỏi một tiết. Ok, chẳng dùng ban bạn thẩm đạo thập phật phần nắng từ trên sau và bốn nơi tam đan nơi bị đầu dọc tiết nơi miền đến khởi khởi mà tiền. Ok, thank you together for your watching.